Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với Kênh News 24 giờ, kênh cập nhật các thông tin giải trí nhanh nhất có trong ngày. Và ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn những tin tức gì đáng chú ý. Hãy dành ra ít phút để cùng với mình theo dõi ngay bây giờ. Nếu là một fan cứng của K-pop, hẳn bạn đã quá quen thuộc với khái niệm Aikyo. Dù đối với bạn Aikyo là một thứ rất dễ thương hay nổi da gà, chắc chắn rằng K-pop sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu không có nó. Thậm chí có không ít thần tượng đã trở nên nổi tiếng không ngờ chỉ vì những màn Aikyo đi vào lịch sử của mình. Tuy nhiên thì không phải idol K-pop nào cũng được trời phú cho khả năng làm Aikyo tự nhiên đến xuất sắc. Một số thần tượng thường xuyên phải vật lộn trong đau khổ mỗi khi được yêu cầu làm Aikyo trước mặt người hâm mộ, trước các thành viên trong nhóm hay khán giả nói chung. Dù vậy, tất cả những điều đó chỉ khiến cho những nỗ lực của họ càng trở nên hài hước hơn mà thôi. Sau đây là một số khoảnh khắc vui nhộn của các thần tượng. Thường được khuyến cáo là đừng bao giờ bắt họ làm Aikyo, hãy chuẩn bị sẵn sàng để xem idol có thù với Aikyo này đã cố gắng ra sao và hầu hết thất bại trong các tình huống hài hước như thế nào nhé. To You của Twice. Mặc dù To You là người nhỏ tuổi nhất trong Twice, nhưng không giống phần lớn các maknae khác, dường như cô nàng không thích làm Aikyo cho lắm. Trong nhiều trường hợp, To You nhắc chúng ta nhớ đến hình ảnh của một công nương với tính cách chẳng hề phù hợp để làm những điều trẻ con như vậy. Vì thế, khi cô nàng bị buộc phải trở nên dễ thương, To You sẽ rất xấu hổ, nhưng mà các thành viên còn lại của Twice lại trở nên hào hứng và vui vẻ hơn bao giờ hết. Woozi của Seventeen. Woozi có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, thế nhưng sự thật là Seventeen thường nói về anh chàng như một chàng trai vô cùng nam tính, thậm chí là khá nghiêm túc. Tuy nhiên thực tế này chỉ khiến cho chúng ta càng muốn nhìn thấy Aikyo của anh chàng nhiều hơn mà thôi. Trong video phía trên, bạn có thể xem màn Aikyo Oppaya của Jonghan và Vernon trước khi chứng kiến phiên bản của Woozi. Woozi đã rất vất vả để có thể hoàn thành tiết mục này và những nỗ lực của anh chàng cũng nhận được những phản ứng tích cực từ người hâm mộ. BI, cựu thành viên của Icon. BI từng được biết đến là một chàng thủ lĩnh đầy tự tin và ngầu của Icon. Và hiếm khi anh chàng được nhắc đến vì sự dễ thương của mình. Trong video trên Weekly Idol, ngay cả các thành viên của Icon cũng nói rằng họ chưa từng nhìn thấy khía cạnh dễ thương của BI trong suốt quãng thời gian cả nhóm quen biết nhau. Thế nhưng vì một fan hâm mộ đã yêu cầu, thế nên BI đành phải cắn răng làm Aikyo để Iconic cảm thấy hạnh phúc. Wendy của Red Velvet. Wendy có khá nhiều khoảnh khắc đáng yêu tự nhiên trên sân khấu, nhưng Aikyo lại là một điều gì đó hoàn toàn không phù hợp với cô nàng. Nhiều người cho rằng việc Wendy dễ dàng trở nên xấu hổ cực kỳ đáng yêu, thậm chí còn đáng yêu hơn rất nhiều so với những lúc cô làm Aikyo thực sự. Mark của NCT. Bất chấp vẻ ngoài đáng yêu như một đứa trẻ, Mark là một thần tượng có thể rất ngầu và điềm tĩnh trên sân khấu, nhưng lại không thể hiện một màn Aikyo đúng nghĩa. Mặc dù anh chàng có rất nhiều khoảnh khắc dễ thương tự nhiên, nhưng việc bị buộc phải tỏ ra đáng yêu ngay lập tức khiến Mark cảm thấy rùng mình. JB của GOT7. Đối với một JB chic and sexy, Aikyo gần như là một khái niệm không tồn tại trong từ điển của anh chàng. Các fan thậm chí còn không ngần ngại tuyên bố rằng JB là người làm Aikyo tệ nhất trong GOT7 và đừng bao giờ bắt anh chàng làm Aikyo nếu bạn không muốn nhìn thấy biểu cảm khó đỡ của Jin Young và Jung Jae trong một video phía trên. Mặc dù JB thường chủ động từ chối làm Aikyo, nhưng vẫn có những lúc anh buộc phải làm điều đó. Và những tình huống đó xảy ra thì GOT7 và fan lại được một fan cười mệt nghỉ. Jae của Day6. Các thành viên của Day6 đã nỗ lực làm Aikyo từng người một với mức độ thành công khác nhau, và Jae chính là người cuối cùng phải thực hiện điều đó. Khi được yêu cầu diễn xuất như một chú mèo, Jae chỉ đơn giản nói meo với một gương mặt không cảm xúc. Mặc dù các fan đều muốn nhìn thấy một phiên bản Aikyo thực sự, nhưng không thể phủ nhận phiên bản này cực kỳ hài hước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kênh News 24 giờ. Mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ sau khi theo dõi xong bản tin ngày hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!